Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game. Ra mắt vào cuối năm 2016, lại phải cạnh tranh với một tựa game cùng thể loại đình đám khác là Battlefield 1. Thế nhưng thì Titanfall 2 vẫn tạo ra được một ấn tượng riêng. Là hậu bản của một tựa game FPS thuần multiplayer cùng tên ra mắt vào năm 2014, Titanfall 2 đã có một cải tiến lớn để nâng cao chất lượng. Trong đó đáng chú ý nhất là việc Respawn Entertainment đã đưa vào một phần chơi cốt truyện để làm thỏa lòng các fan. Kết quả là chúng ta có một trong những tựa game FPS xuất sắc nhất trong vài năm trở lại đây, nhưng lại phải chịu số phận hầm hiu vì lượng người chơi quá ít ỏi. Tuy vậy thì mới đây, EA đã đưa một loạt game của họ lên Steam, và nhờ đó thì Titanfall 2 đã được đón nhận thêm một lượng người chơi lớn trên nền tảng PC. Và nhân dịp tựa game này lại được hồi sinh sau một thời gian dài chết yểu, hãy cùng với Phê Game nhìn lại cốt truyện của Titanfall 2, một câu chuyện tuy đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn. Ok, không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Câu chuyện của Titanfall 2 diễn ra trong một tương lai xa, khi mà du hành không gian liên hành tinh đã trở nên vô cùng phổ biến. Con người đã bắt đầu thuộc địa hóa rất nhiều các hành tinh khác nhau. Tuy vậy thì dù công nghệ có phát triển đến mức nào đi chăng nữa, thì bản chất đấu tranh của con người vẫn không hề thay đổi. Một cuộc chiến quy mô lớn đã nổ ra giữa hai phe phái để tranh giành các hành tinh thuộc địa với nhau. Chiến trường này được gọi là The Frontier, một hệ sao nằm cách xa trung tâm của hai phe tham chiến là Militalia và IMC. Quân đội IMC được coi là những kẻ phản diện khi mà mục tiêu của họ là khai thác triệt để tài nguyên của các hành tinh này mà không quá bận tâm đến hậu quả. Trong khi đó thì quân đội Militalia lại có nhiệm vụ đẩy lui quân IMC để giành lại độc lập cho các hành tinh thuộc The Frontier. Trong cuộc chiến này, bên cạnh các lực lượng quân đội thông thường, hai phe tham chiến còn tung vào những con át chủ bài của mình. Đó là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ với khả năng áp đảo trên chiến trường. Họ được gọi là các Pilot, và bên cạnh những trang bị và vũ khí đặc biệt, những người lính này còn có trong tay các trợ thủ vô cùng đặc biệt. Trợ thủ của một Pilot chính là một con robot chiến đấu dạng người được gọi là Titan. Khi cả hai phối hợp, gần như không có gì có thể cản nổi họ trên chiến trường, ngoại trừ đó là một cặp Pilot và Titan khác. Và trong Titanfall 2, chúng ta sẽ được theo chân một anh chàng Pilot thật sự cùng với một Titan dày dặn kinh nghiệm trong cuộc chiến khốc liệt tại The Frontier. Nhân vật chính trong Titanfall 2 là một người lính thuộc biên chế quân đội Militalia có tên là Jack Cooper. Cooper gia nhập quân đội với mong muốn là bắt IMC phải trả giá khi đã phá tan hành tinh quê hương của mình. Trong quá trình chiến đấu, anh cũng đã đăng ký huấn luyện để có thể trở thành một pilot. Một lần nọ, khi hạm đội của Cooper di chuyển đến hành tinh Typhon để mở chiến dịch tấn công IMC, anh đã tranh thủ được tiếp tục huấn luyện bằng giả lập pilot. Người huấn luyện cho Cooper là đại úy Lastimosa, một chiến binh dày dặn kinh nghiệm với nhiều năm chiến đấu. Buổi huấn luyện giả lập tương đối đơn giản khi Lastimosa yêu cầu Cooper học cách di chuyển và chiến đấu, và ông thấy anh chàng này cũng mang trong mình một năng khiếu để có thể trở thành một pilot tài ba. Lastimosa định để cho Cooper tiếp tục bài tập chiến đấu tiếp theo là điều khiển một con Titan. Thế nhưng thì buổi huấn luyện đã bị chấm dứt đột ngột. Hạm đội đã tiếp cận hành tinh Typhon và toàn quân được lệnh chuẩn bị đổ bộ. Đại úy Lastimosa rời đi cùng với cộng sự của mình là một Titan loại Vanguard với cái tên là BT-7274. Cooper cũng nhận lấy vũ khí và nhanh chóng di chuyển đến nơi tập kết. Cuộc đổ bộ không hề suôn sẻ khi mà hạm đội của Militalia đã phải hứng chịu hỏa lực phòng không của phe IMC khiến rất nhiều người phải hy sinh. Về phần Cooper, anh đã may mắn tiếp đất thành công và nhanh chóng tập hợp cùng với đồng đội để bắn trả quân địch. Họ nhanh chóng bị áp đảo và bị phục kích bởi một Titan phe địch, dẫn đến hầu hết đều tử vong. Chính bản thân Cooper cũng đã suýt mất mạng, nhưng may thay là anh đã được cứu thoát bởi một Titan đồng minh. Đó không ai khác chính là đại lý Lastimosa và BT-7274. Ông giúp Cooper tìm chỗ ẩn nấp, tiêm thuốc trị thương cho anh và rồi quay lại trận chiến. Thế nhưng ngay sau đó, Lastimosa và BT đã bị một đội Titan phe IMC phục kích. Đám người này là một nhóm lính đánh thuê khét tiếng có tên là Apex Predators. Chỉ có một mình, Lastimosa không thể chống cự nổi và cuối cùng BT cũng đã bị hạ gục và vô hiệu hóa. Dưới tác dụng của thuốc trị thương, Cooper dần dần ngất đi, và trong lúc đó, anh nghe loáng thoáng mấy tên lính đánh thuê nói chuyện. Chúng nói về một thứ gì đó được gọi là The Ark sẽ được phóng đi trong vòng 18 tiếng nữa, và bọn chúng sẽ cần phải sẵn sàng để bảo vệ nó. Nghe đến đây, Cooper dần lịp đi. Nhiều giờ sau, anh tỉnh dậy khi trời đã sáng, và ngay lập tức, Cooper giật mình khi thấy một số sinh vật đang bao vây. Thấy vậy, ở phía xa, BT-7274 đã sử dụng súng để đe dọa những sinh vật đó chạy đi. Cooper vội tiến lại gần BT và thấy Titan này đã bị lôi hết cục pin năng lượng ra bên ngoài.
bản thân đại úy Lastimosa thì bị thương nặng và khó lòng qua khỏi. Trước khi hy sinh, ông ta đã thiết lập giao thức giữa BT và Jack Cooper để anh trở thành một pilot thực thụ và hoàn thành nhiệm vụ thay mình. Sau khi nhắn nhủ Cooper chăm sóc BT, đại úy Lastimosa qua đời. Chôn cất ông xong xuôi, Cooper bắt đầu tìm cách làm cho BT hoạt động trở lại bằng cách thu thập những khối pin năng lượng nằm trong các con tàu chiến xung quanh. Sau khi hoàn tất, BT trở lại bình thường và tái xác nhận Jack Cooper sẽ là pilot mới của mình, thay thế cho đại úy Lastimosa. Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai là tìm cách đến điểm tập kết với thiếu tướng Eli Anderson và hỗ trợ ông ta. Cả hai nhanh chóng tiêu diệt những tên IMC còn lại và nhanh chóng lên đường tìm vị trí của Anderson. Chuyến đi của bộ đôi Cooper và BT không hề suôn sẻ. Họ gặp một nhóm Titan đồng đội và cùng nhau phối hợp để tiêu diệt hết kẻ địch. Sau đó, Cooper phải tự mình tìm cách mở cổng xả hết đống axit trong khu vực để dọn đường cho BT. Anh còn phải liên tiếp chống đỡ rất nhiều những xạ thủ của con IMC và đám robot tự hủy của chúng. Tuy vậy, Cooper đã chứng tỏ khả năng chiến đấu của mình khi lần lượt vượt qua hết những thử thách trên và tiếp tục nhiệm vụ cùng với BT. Vừa lúc ra khỏi đường cống, cả hai đụng độ với Kane, một tay lính đánh thuê của Apex Predators. Cooper cùng với BT đã trải qua một trận chiến với Kane và cuối cùng cũng hạ gục được hắn ta. Nhờ đó, anh thu thập được dụng cụ liên lạc của tay lính đánh thuê và nghe lén được các cuộc đối thoại của quân IMC. Sau đó, Cooper và BT tiếp tục lên đường tới chỗ của thiếu tá Anderson. Trên đường đi, cả hai vượt qua một cơ sở chế tạo vũ khí của IMC. Để thoát khỏi đây, Cooper lại một lần nữa phải rời khỏi BT và tìm cách kích hoạt thang máy. Thế nhưng, xui xẻo thay, BT nhanh chóng bị các cánh tay máy trong cơ sở này khống chế và bị đem xuống tầng hầm sâu hơn. Không còn cách nào khác, Cooper đành phải đuổi theo và tìm cách để giải thoát cho đồng đội của mình. Ở tầng dưới của cơ sở, Cooper đi vào một khu vực rộng rãi được sử dụng làm nơi huấn luyện chiến đấu. Anh nghe được giọng nói của Ash là một thành viên của Apex Predators. Nhiệm vụ của cô ta là giết chết Cooper. Tuy nhiên thì Ash không được trực tiếp ra mặt mà sử dụng các robot chiến đấu tự động Spectre và Reaper để tấn công anh ta. Cô ta thậm chí còn huy động cả một đội lính của IMC để dồn Cooper vào chỗ chết. Thế nhưng thì Ash đã đánh giá thấp anh chàng pilot này. Cooper đã xuất sắc đánh bại tất cả những kẻ địch của mình và tìm cách thoát khỏi chỗ đó. Thông qua bộ liên lạc lấy từ người Kane, Cooper nghe thấy tiếng của thủ lĩnh nhóm Apex Predators là Blisk ra lệnh cho Ash phải giết anh bằng mọi giá. Tức giận vì không thể làm được gì Cooper, Ash kích hoạt chuỗi lệnh tự hủy cho khu cơ sở. Tình hình quả là nguy hiểm, nhưng rất may là vụ nổ cũng đã giúp giải thoát BT. Cặp đôi tái hợp tìm được đường ra khỏi khu cơ sở đang phát nổ. Họ chạm trán Ash cùng với Titan của mình ở lối ra và nhanh chóng hạ gục được cô ta. Thoát khỏi khu cơ sở, Cooper và BT đã đến được điểm tập kết với thiếu tá Anderson. Đó là một cơ sở nghiên cứu đã bị hư hại và không có dấu hiệu nào của anh ta cả. Cooper đã quyết định điều tra kỹ hơn về cơ sở dữ liệu này. Anh nhanh chóng nhận ra rằng IMC đã thực hiện những thí nghiệm kỳ quái ở đây. Di chứng của chúng vẫn còn, và trong quá trình thám hiểm bên trong, Cooper thi thoảng rơi vào những nhiễu loạn thời gian và bị dịch chuyển giữa quá khứ và hiện tại. Cuối cùng, anh đã tìm được xác của Anderson và thấy người này bị mắc kẹt giữa trần nhà. Cooper lấy được mũ của Anderson và sau đó đem về cho BT. Một đoạn hình ảnh 3 chiều được kích hoạt. Đó là hình ảnh của Trung tá Sarah Briggs đã giao nhiệm vụ cho Anderson điều tra xem IMC nghiên cứu thứ gì và nó quan trọng ra sao để khiến chúng phải thuê nhóm Apex Predators bảo vệ. Sau đó, BT nói rằng dữ liệu chưa hoàn chỉnh và yêu cầu Cooper đi thu hồi một thiết bị đeo tay mà Anderson đã ghi lại trong nhật trình. Một lần nữa, Cooper vào trong và sau một hồi sục sạo, anh tìm được nửa phần thi thể còn lại của Anderson và lấy được thiết bị đeo tay đó. Lúc này, Cooper nhận ra đó là một loại công nghệ cho phép người sử dụng dịch chuyển giữa quá khứ và hiện tại. Nhờ nó, Cooper dần khám phá ra được bí mật của cơ sở này. Kết hợp giữa những dữ liệu mà Anderson thu thập được, Cooper tìm thấy một bí mật đáng sợ khác của IMC. Phe phái này đã thành công trong việc chế tạo ra một loại vũ khí có sức công phá vô cùng khủng khiếp có tên là Fold Weapon. Sử dụng nguồn sức mạnh có liên quan đến nhiễu loạn thời gian, nó có khả năng phá hủy cả một hành tinh. Kế hoạch của IMC chính là sử dụng Fold Weapon để hủy diệt hành tinh Harmony, nơi đặt tổng bộ của Militalia. Tuy vậy, may mắn cho phe Militalia là thứ vũ khí này cần sử dụng một nguồn năng lượng cực lớn và chỉ có thể được cung cấp bởi một vật được gọi là Ort. Do vậy, chỉ cần phá hủy Ort thì Fold Weapon sẽ trở nên vô dụng. Sau khi nắm rõ được mục tiêu tiếp theo, cả hai lên đường tìm cách liên lạc với Trung tá Briggs và hạm đội 9 của Militalia. Họ bắt gặp một nhóm đồng đội đang bị vây hãm.
cả hai đã ra tay trợ giúp và sau khi hạ gục hết đám kẻ địch, họ nói chuyện với chỉ huy nhóm này là Đại úy Cole. Anh ta cho biết, để có thể thiết lập lại được liên lạc với hạm đội 9, thì Cooper cần phải sửa lại các trạm thu phát và các thiết bị cần thiết. Sử dụng các kỹ năng di chuyển cùng với sự trợ giúp của BT, Cooper lần lượt hoàn thành những việc cần làm. Trong quá trình đó, mối liên kết giữa anh và người đồng đội Titan của mình cũng dần trở nên bền chặt hơn. Sau khi sửa chữa các thiết bị, Cooper thử phát tín hiệu một lần nữa, nhưng cả hai đã bị chặn đường bởi Richter, thành viên tiếp theo của nhóm Apex Predators. Cả hai bên xông vào chiến đấu, nhưng một lần nữa, Cooper lại chứng tỏ khả năng của bản thân khi tiêu diệt được tay lính đánh thuê khét tiếng này. Trở lại với nhóm lính Militalia, họ phát tín hiệu một lần nữa và lần này đã thành công. Ít phút sau, tàu chiến của hạm đội xuất hiện và giải cứu thành công cả nhóm. Cooper và BT cũng đã gặp lại được trung tá Sarah Briggs ở đây. BT giải thích về cái chết của đại úy Lastimosa và việc Cooper trở thành pilot tạm thời của mình như thế nào. Briggs tỏ ra khá ngạc nhiên, nhất là khi cô đề nghị sẽ bắt cặp BT với một pilot khác dày dặn kinh nghiệm hơn, thế nhưng thì nó đã từ chối. BT khẳng định qua những dữ liệu thu thập được từ những cuộc đụng độ vừa qua, Cooper là một pilot đủ khả năng. Cuối cùng, Briggs đã chấp nhận để Cooper trở thành pilot chính thức của BT và họ lên đường tìm cách phá hủy Ork để ngăn chặn kế hoạch của IMC. Nhận được thông tin về nơi IMC cất giữ Ork, toàn bộ hạm đội 9 lên đường và mở một cuộc tấn công toàn diện vào nơi đây. Mặc dù đã dốc toàn lực để tấn công, họ vẫn không kịp ngăn cản IMC đưa Ork lên một con tàu có tên là Draconist để đưa đến nơi phóng. Cooper và BT quyết định đột kích thẳng lên con tàu Draconist nhờ sự trợ giúp của các đồng đội. Tuy vậy, trong quá trình này, họ đã bị một thành viên khác là Viper của Apex Predators phục kích. Cooper và BT nhanh chóng đẩy lui được tên này. Khi BT đang chuẩn bị ném Cooper lên tàu Draconist, thì Viper lại một lần nữa xuất hiện và lao vào tấn công cả hai. BT xông vào quyết đấu với hắn và tìm được cách đánh bay được nắp buồng lái. Nhờ đó, Cooper sử dụng súng bắn hạ được Viper ở bên trong. Trận chiến cũng khiến BT bị thương khá nặng, bị mất một cánh tay và con tàu cũng đã bị tổn hại nặng nề. Cooper và BT đã nhanh chóng vào bên trong con tàu, tìm đến chỗ cất giấu Ork và lấy được lõi năng lượng này. Tuy nhiên, khi cả hai định tìm cách thoát khỏi con tàu, thì một vụ nổ lớn đã hất tung cả hai. What are you doing? Protocol 3. Get the Ork out of here. Negative. We are trapped. I will not lose another pilot. Brace for impact. Sau khi tỉnh lại, Cooper thấy mình và BT đã bị hai kẻ còn lại của nhóm Apex Predators là Sloan và Bliss bắt giữ. Chúng bắt BT mở buồng lái và trao Ork lại nhưng không thành. Bliss chuyển sang đe dọa Cooper và tất nhiên là anh không hề nào núng. Thế nhưng, khi hắn nói với BT rằng mình sẽ bắn chết Cooper thì nó lại quyết định thỏa hiệp và mở cửa buồng lái. You still remember numbers, don't you? I'm going to count to three. One. Two. Three. Nah, that wasn't so hard, was it? That's the problem with teams. If you don't win together, you die together. Over here.
control the mission. But you still can. Take the circuit. It is your best chance for survival. Giờ đây, mục tiêu duy nhất của Cooper là làm sao để thoát được và trở về với hội quân của Trung tá Briggs. Lúc này, hạm đội 9 cũng đã bắt đầu mở các cuộc tấn công để ngăn chặn IMC kết hợp AUX với Fold Weapon. Ngay khi vừa ra chiến trường, Briggs lập tức phóng một Titan mới toanh xuống cho Cooper. Khi lắp bộ nhớ của BT vào, một lần nữa cặp đôi này lại tái hợp. Cả hai xông vào trận chiến để tìm cách tiếp cận với Fold Weapon. Họ bị Sloan chặn đường và hạ gục cô ta. Cooper và BT sau đó tiếp cận được với Fold Weapon và cố gắng ngăn cản quá trình kết nối nó với lõi năng lượng Ork. Nỗ lực này cuối cùng đã thất bại và BT đã bị tổn hại nặng nề, còn Ork thì vẫn tiếp tục được phóng lên. Ngay lúc đó, Bliss xuất hiện, nhưng lần này thì hắn nói rằng sẽ không giết Cooper. Bliss bảo rằng vụ làm ăn này giờ đã chẳng còn lợi ích gì nên đã quyết định ngừng tham chiến. Trước khi rời đi, Bliss đã đưa ra một lời đề nghị gia nhập Apex Predators cho Cooper nếu anh có thể sống sót được. Giờ đây, tuy đã không còn kẻ địch, nhưng Ork vẫn đang tiếp tục bay lên và sắp sửa được kết hợp với Fold Weapon. Cách duy nhất để ngăn chặn được việc này chính là phá hủy nó. Cooper và BT cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định. BT, Cooper, our ground teams can't make it there in time. You've got to find a way to destroy the Fold Weapon from the inside. There's no other way. Commander Briggs, I believe I have a solution. In its exposed state, my reactor core may be able to destabilize the arc at the center of the whole weapon. What are you saying? We can blow it up. I'm sending you coordinates for a dropship rendezvous. Coordinates received. We'll be there, but I don't see how you can. Trust me, I have done the math. I sure as hell hope so. We're on our way. Good luck, both of you. Briggs out. Don't worry, BT. I'm not going anywhere. I'll be back, pilot. Protocol 3. Protect the pilot. BT, what are you doing? Trust me. BT! Chính nhờ sự hy sinh của BT, Ork đã bị phá hủy, nhưng đồng thời thì vụ nổ cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến lõi của hành tinh. Cooper nhanh chóng tìm mọi cách để thoát khỏi tâm chấn và cuối cùng cũng được Briggs cứu thoát kịp thời. Hạm đội thoát khỏi hành tinh Typhon vừa kịp lúc trước khi nó bị phá hủy. Toàn quân quay trở về trụ sở tại hành tinh Harmony. Cooper sau đó chính thức trở thành một pilot và sẽ được cấp một Titan mới, bởi vì cuộc chiến với IMC là vẫn còn rất dài. Trò chơi đến đây là kết thúc. Và trong đoạn after credit ngắn, chiếc mũ của Cooper phát ra một ánh sáng nhấp nháy. Đó chính là lời nhắn Jack đã được mã hóa, cho thấy một phần nào đó của BT-7274 vẫn còn tồn tại. Và vừa rồi là toàn bộ cốt truyện của tựa game Titanfall 2. Một câu chuyện tuy không dài nhưng đã phần nào để lại một ấn tượng khó phai trong lòng mình. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về cốt truyện của tựa game và có mong chờ gì ở Titanfall 3 hay không? Hãy cùng chia sẻ ở bên dưới phần bình luận nhé! Và như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích xin đừng quên like, share và subscribe cho Phê Game. Mình là Trường và hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới. Bye bye!